Sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 12 năm 2021 thì em lại lên cho các bác một con kệ tivi. Con kệ tivi duy nhất một chiếc trọn vân. Đây. Các bác có thấy được vân gỗ của nó đây. Bốn cái cánh kệ được bên xưởng là trọn vân như là bốn quả núi luôn. Gọi vân xếp chồng này, các bác nhìn này. Đây gọi là vân xếp chồng với nhau này. Nhìn như thớ thịt ấy. Đó, vân. Duy nhất không có chiếc kệ thứ hai nhá. Không có chiếc kệ thứ hai nhá. Bác nào nhanh tay thì hãy liên hệ đồ gỗ Tùng Tám nha. Nhanh tay chốt chiếc này để trưng bày cho phòng khách nhà mình. Quá là đẹp luôn. Đây, mặt đây. Vân mặt đây. Đấy. Đấy, vân gỗ hương đá. Hương đá rất là nhiều vân. Đấy. Tuy nhiên là bốn quả cánh này thì như là bốn bức tranh núi ấy. Chúng em không đục chạm gì hết cả, để nguyên mộc, để nguyên mộc để chơi vân cho các bác nào thích chơi gỗ. Đấy, bác nào yêu mến thì hãy liên hệ bên đồ gỗ Tùng Tám nhé. Kệ TV 2m4 gỗ hương đá. Chiếc kệ này là cao khoảng độ 80-85, em không nhớ rõ nữa. Như chiều ngang của nó là 24. Đấy, cột nho và có thể để được TV khoảng độ 47 inch. 47, 49 đi. Ok mọi người nhá.